Xin chào nhà thuốc, tôi có thể sử dụng các vị thuốc nam cà gai leo, diệp hoại châu, cỏ mật xạ đen để kết hợp điều trị gan nhiễm mỡ và suy thận có được hay không? Và nếu được thì liều lượng dùng như thế nào? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì để điều trị suy thận gan nhiễm mỡ, nếu như là bạn sử dụng các vị thuốc như là cà gai leo, diệp hoại châu, cỏ mật xạ đen thì sẽ không có lợi cho chức năng thận, nhất là chức năng thận của người bệnh còn đang bị suy giảm. Đối với bệnh suy thận thì hiện nay nhà thuốc đang điều trị bằng thực phẩm chức năng Thai Suka. Đây là một loại thực phẩm chức năng có tác dụng rất là tốt để điều trị chứng suy thận. Ngoài ra thì để điều trị gan nhiễm mỡ thì nhà thuốc khuyên bạn là nên sử dụng cây cà gai leo. Cây thuốc này thì có thể hãm nước uống thay nước hàng ngày để điều trị gan nhiễm mỡ khoảng từ 2 đến 3 tháng thì các chỉ số sẽ trở về bình thường. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.